Xin chào cộng đồng P-Network, chào mừng các bạn đến với p For on Channel, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về P-Network. Bản tin hôm nay với 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, P-Network hợp tác với các ví và sàn giao dịch nổi tiếng, tăng cường tính thanh khoản và khả năng tiếp cận của mã thông báo. Nội dung thứ hai, đạt được danh sách mong muốn, cách P-Network nắm giữ tiềm năng đáp ứng các tiêu chí của các sàn giao dịch hàng đầu. Nội dung thứ ba, cộng đồng P-Network hội tụ tại Madiun, Indonesia để định hình giá trị đồng thuận và giao dịch ngang hàng. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi video. Nội dung thứ nhất Pi Network hợp tác với các ví và sàn giao dịch nổi tiếng, tăng cường tính thanh khoản và khả năng tiếp cận của mã thông báo. Trong một bước phát triển lớn cho nền tảng tiền kỹ thuật số phi tập trung, Pi Network đã công bố quan hệ đối tác chiến lược và tích hợp với các ví và sàn giao dịch nổi tiếng, mở đường cho việc lưu trữ, giao dịch và trao đổi mã thông báo Pi liền mạch. Sự hợp tác này làm tăng tính thanh khoản và khả năng tiếp cận cho chủ sở hữu mã thông báo Pi, củng cố vị trí của mạng trong hệ sinh thái tiền điện tử. Pi Network đã hợp tác với những người chơi có uy tín trong ngành để cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn đa dạng để quản lý mã thông báo Pi của họ. Trong số các quan hệ đối tác đáng chú ý là việc tích hợp với Trust Wallet, ví di động hàng đầu được phát triển bởi Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu. Sự tích hợp này cho phép chủ sở hữu mã thông báo Pi lưu trữ và quản lý tài sản của họ một cách an toàn trong hệ sinh thái Trust Wallet cùng với các loại tiền điện tử khác. Trust Wallet nổi tiếng với giao diện thân thiện với người dùng và các tính năng bảo mật mạnh mẽ, khiến nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho những người đam mê tiền điện tử trên toàn thế giới. Ngoài ra, Pi Network đã hợp tác với Exodus Wallet, một ví đa tài sản phổ biến cung cấp cho người dùng một nền tảng toàn diện và trực quan để quản lý tài sản kỹ thuật số của họ. Với việc tích hợp, chủ sở hữu mã thông báo Pi có quyền truy cập vào bộ tính năng đa dạng của ví Exodus, bao gồm khả năng giao dịch tích hợp, theo dõi danh mục đầu tư và giải pháp lưu trữ an toàn. Danh tiếng của Esodus Wallet về sự đổi mới và trải nghiệm người dùng giúp nâng cao hơn nữa khả năng tiếp cận của mã thông báo Pi trong cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn. Trong nỗ lực tăng cường tính thanh khoản và mở rộng cơ hội giao dịch, Pi Network đã tích hợp với các sàn giao dịch hàng đầu như Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử được công nhận trên toàn cầu có trụ sở tại Manta. Sự tích hợp này cho phép chủ sở hữu mã thông báo Pi giao dịch tài sản của họ với nhiều loại tiền điện tử và tiền tệ fiat, giúp tăng tính linh hoạt trong việc quản lý danh mục đầu tư của họ. Cơ sở hạ tầng giao dịch mạnh mẽ và khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn của Binance khiến nó trở thành một người chơi quan trọng trong bối cảnh trao đổi tiền điện tử. Các quan hệ đối tác và tích hợp được Pi Network công bố biểu thị một bước quan trọng hướng tới việc tăng cường áp dụng và tiện ích của mã thông báo Pi. Bằng cách hợp tác với các ví nổi tiếng như Trust Wallet và Exodus Wallet, đồng thời tích hợp với các sàn giao dịch lâu đời như Binance, Pi Network cũng cố cam kết mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch và đảm bảo khả năng tiếp cận tiền kỹ thuật số của mình. Các quan hệ đối tác và tích hợp chiến lược thể hiện sự cống hiến của Pi Network trong việc xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử sôi động và được kết nối với nhau. Bằng cách cộng tác với những người chơi đáng tin cậy trong ngành, Pi Network trao quyền cho người dùng của mình với nhiều tùy chọn hơn để quản lý tài sản kỹ thuật số của họ, tạo điều kiện tăng tính thanh khoản và khả năng truy cập cho mã thông báo Pi. Khi Pi Network tiếp tục mở rộng khả năng tích hợp của mình, nó nhằm mục đích tạo dựng nhiều mối quan hệ đối tác hơn với các ví và sàn giao dịch nổi bật, tăng cường hơn nữa khả năng tiếp cận và tính thanh khoản của mã thông báo Pi những tích hợp này thể hiện cam kết của p network trong việc thúc đẩy việc áp dụng chính thống và khẳng định mình là một người chơi nổi bật trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số nội dung thứ hai đạt được danh sách mong muốn cách p network nắm giữ tiềm năng đáp ứng các tiêu chí của các sàn giao dịch hàng đầu là một loại tiền điện tử việc được liệt kê trên các sàn giao dịch có uy tín thường được coi là một cột mốc quan trọng nó không chỉ nâng cao khả năng hiển thị và độ tin cậy của một loại tiền kỹ thuật số mà còn mở ra cơ hội cho cơ sở người dùng rộng hơn và tăng tính thanh khoản Pi Network, với cách tiếp cận độc đáo đối với tiền điện tử phi tập trung, có khả năng đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt do các sàn giao dịch hàng đầu thế giới đặt ra. Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao Pi Network có thể đạt được danh sách đáng mơ ước này. Một cơ sở người dùng mạnh mẽ và sự tham gia của cộng đồng. Một trong những tiêu chí chính để niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu là cơ sở người dùng mạnh mẽ và sự tham gia tích cực của cộng đồng. Pi Network đã trở nên phổ biến đáng kể và thu hút hàng triệu người dùng trên toàn thế giới cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm của mạng cho phép các cá nhân khai thác tiền pi trên thiết bị di động của họ mà không làm cạn kiệt tin hoặc dữ liệu đã góp phần vào cộng đồng đang phát triển của mạng cơ sở người dùng gắn bó này tạo ra một nền tảng vững chắc và chứng minh tiềm năng áp dụng của mạng khiến nó trở thành một ứng cử viên hấp dẫn để niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu hai đổi mới công nghệ và tiện ích các sàn giao dịch hàng đầu thường ưu tiên các loại tiền điện tử mang lại sự đổi mới và tiện ích công nghệ độc đáo cho thị trường Pi Network được xây dựng trên một chuỗi khối an toàn và có thể mở rộng, giới thiệu một thuật toán đồng thuận mới được gọi là bằng chứng cổ phần. Thuật toán này xác thực các giao dịch bằng cách tận dụng biểu đồ tin cậy tập thể của mạng, đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn. Hơn nữa, P Network nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch liền mạch và cung cấp tiện ích trong hệ sinh thái của nó, giúp nâng cao sức hấp dẫn của nó đối với việc niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu. 3. Các biện pháp bảo mật mạnh mẽ. Các sàn giao dịch ưu tiên bảo mật như một khía cạnh cơ bản của bất kỳ loại tiền điện tử nào được niêm yết. Pi Network kết hợp các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, bao gồm các giao thức mã hóa và kiến trúc phi tập trung. Công nghệ chuỗi khối của nó đảm bảo tính minh bạch, tính bất biến và khả năng chống lại các nỗ lực khác. Bằng cách triển khai các tính năng bảo mật nâng cao, Pi Network tạo niềm tin giữa các sàn giao dịch, giải quyết các mối lo ngại về sự an toàn của tiền và giao dịch của người dùng. 4. Tuân thủ quy định Tuân thủ quy định là một yếu tố quan trọng đối với các sàn giao dịch hàng đầu khi xem xét danh sách tiền điện tử mới. Pi Network đã thể hiện cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định bằng cách tuân thủ các quy trình xác minh danh tính, KIC, và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hoạt động gian lận. Bằng cách chủ động giải quyết các mối quan tâm về tuân thủ, Pi Network tự định vị mình là một loại tiền điện tử có trách nhiệm và đáng tin cậy, tăng khả năng đảm bảo niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu. 5. Phát triển quan hệ đối tác và mở rộng hệ sinh thái sự hợp tác và quan hệ đối tác với các tổ chức có uy tín đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường uy tín và sự hiện diện trên thị trường của một loại tiền điện tử p network đã thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức học thuật công ty công nghệ và các tổ chức khác nhau để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển mở rộng hệ sinh thái và thúc đẩy việc áp dụng những quan hệ đối tác này không chỉ xác thực tiềm năng của mạng mà còn tạo cơ hội niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu coi trọng các kết nối ngành mạnh mẽ p network sở hữu một số thuộc tính chính phù hợp với tiêu chí do các sàn giao dịch hàng đầu thế giới đặt ra khi p network tiếp tục phát triển đạt được sức hút và chứng minh khả năng tồn tại lâu dài của nó khả năng đạt được danh sách đáng mơ ước này ngày càng trở nên khả thi việc niêm yết như vậy sẽ đưa p network trở thành xu hướng chủ đạo mở ra những con đường mới cho sự tăng trưởng tính thanh khoản và sự công nhận toàn cầu nội dung thứ ba cộng đồng p network hội tụ tại madiun indonesia để định hình giá trị đồng thuận và giao dịch ngang hàng người dùng p network từ khắp indonesia đã cùng nhau tham dự một cuộc họp quan trọng ở madiun mục đích của cuộc họp là đi sâu vào các chủ đề xung quanh cơ chế đồng thuận và trao đổi giao dịch trong hệ sinh thái p network sự kiện này chứng kiến sự tham gia ấn tượng của các thành viên cộng đồng Pi Đam Mê, những người mong muốn khám phá các chiến lược quản trị, khuyến khích và phân bổ nguồn lực. Cuộc họp đóng vai trò là nền tảng để người dùng Pi Network chia sẻ ý tưởng, hiểu biết và kinh nghiệm của họ liên quan đến cơ chế đồng thuận của dự án. Các cuộc thảo luận xoay quanh nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm tầm quan trọng của sự đồng thuận trong một mạng phi tập trung, những cải tiến tiềm năng và những thách thức mà cộng đồng phải đối mặt. Những người tham dự đã trao đổi thông tin có giá trị và đề xuất các giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của cơ chế đồng thuận của Pi Network một điểm nổi bật chính khác của cuộc họp là khám phá các giao dịch đổi hàng trong hệ sinh thái p network những người tham gia đã thảo luận về khái niệm trao đổi dựa trên hàng đổi hàng và lợi ích tiềm năng của chúng đối với người dùng p network trao đổi hàng hóa liên quan đến việc trao đổi trực tiếp hàng hóa và dịch vụ mà không sử dụng tiền tệ truyền thống đã thu hút được sự chú ý như một hệ thống kinh tế thay thế trong các cộng đồng phi tập trung các thành viên cộng đồng đã cân nhắc về tính khả thi lợi thế và những thách thức tiềm ẩn liên quan đến việc triển khai các giao dịch đổi hàng trong p network cuộc họp cũng tạo cơ hội cho những người tham gia thảo luận về các chiến lược quản trị ưu đãi cho những người tham gia mạng và phân bổ tài nguyên trong hệ sinh thái p network những khía cạnh quan trọng này đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của mạng và các thành viên cộng đồng tham gia vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng để đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của p network sự kiện ở madiun đã thể hiện sự cống hiến và nhiệt tình của cộng đồng p network indonesia những người tham dự bày tỏ cam kết đóng góp tích cực vào sự phát triển của mạng và truyền bá nhận thức về lợi ích của việc tham gia hệ sinh thái p network khi p network tiếp tục mở rộng và thu hút người dùng từ khắp nơi trên thế giới các cuộc họp này đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng cho sự hợp tác chia sẻ kiến thức và đổi mới dựa vào cộng đồng các cuộc thảo luận và ý tưởng được tạo ra trong cuộc họp này ở madiun có thể sẽ ảnh hưởng đến hướng đi trong tương lai của p network củng cố vị thế của nó như một mạng phi tập trung hàng đầu được xây dựng trên các nguyên tắc tin cậy hợp tác và trao quyền kinh tế xin được kết thúc video ở đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo đừng quên đăng ký kênh Bấm vào chuông, để luôn là người sớm nhất nhận được những thông tin mới nhất về P-Network.